Hội đồng Bảo an ngày 18 tháng 10 đã không thông qua được nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở giải Gaza. Nghị quyết do Brazil soạn thảo lên án cuộc tấn công do Hamas thực hiện nhắm vào Israel cũng như bạo lực đối với thường dân, đồng thời kêu gọi ngừng bắn để tạo điều kiện cho viện trợ đến được với người dân ở Gaza. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an đã không thông qua được nghị quyết do Mỹ phủ quyết với lý do văn bản này không đề cập tới quyền tự vệ của Israel. Mỹ là quốc gia duy nhất bỏ phiếu chống trong 12 thành viên khác của Hội đồng Bảo an bỏ phiếu ủng hộ, hai nước bỏ phiếu trắng. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield phát biểu trước hội đồng gồm 15 thành viên sau cuộc bỏ phiếu: "Chúng tôi đang thực hiện công việc ngoại giao khó khăn. Chúng tôi tin rằng chúng ta cần để hoạt động ngoại giao diễn ra." Hội đồng Bảo an hồi đầu tuần đã bác một nghị quyết do Nga soạn thảo nhằm lên án các cuộc tấn công nhằm vào thường dân và kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo. Tuy nhiên, văn bản này không đề cập tới Hamas.